Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này bằng máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt T bằng Z trừ 2 cộng 3Y. Chúng ta sẽ đẩy hai cái số này nè sang bên trái, thì chúng ta sẽ có T cộng 2 trừ 3Y bằng Z. Như vậy cái cục này nè sẽ biến thành modulus của T bằng 2. Tiếp tục, Z1 và Z2 chúng ta sẽ đổi thành T1 và T2, thì chúng ta sẽ có như thế này. T1 cộng 2 trừ 3Y trừ cho T2 cộng 2 trừ 3Y. Chúng ta biết 2 trừ 2 bằng 0, trừ 3Y trừ với trừ 3Y cũng bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ còn modulus của T1 trừ T2 sẽ bằng số 3. Và bây giờ mình sẽ vẽ hình ra. Chúng ta có một cái hình tròn tâm 0,0, bán kính là số 2. Như vậy chúng ta sẽ có T1, khoảng cách T1 đến T2 là số 3. Như vậy ở đây chúng ta có số 2 nè. Ở đây có số 2 nè. Ở đây có số 3 nè. Như vậy, trong trường hợp này, mình sẽ đi tìm góc giữa nằm ở đây. Như vậy, chúng ta sẽ có cos alpha. Đó chính là A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương chia cho 2AB. Như vậy, A ở đây chính là số 2. B ở đây cũng là số 2. C ở đây chính là số 3. Thì chúng ta tính ra được cái cục này. Chúng ta có âm 1 chia cho 8. Như vậy, sau khi chúng ta đã tìm được góc giữa T1 và T2, và bây giờ chúng ta sẽ viết nguyên cái cục này vào đây. Bây giờ chúng ta có máy tính Casio. Chúng ta nhấn số 0, storage cho chữ X. Để x chạy bắt đầu từ vị trí ban đầu là số 0. Tiếp tục, chúng ta nhấn Shift Setup, chọn số 2, chọn số 1 để hiển thị 10 độ, 20 độ, 30 độ. Tiếp tục nhấn cục này, chọn số 2 là số phức. Và bây giờ chúng ta nhấn Shift ABS là cái cục giá trị tuyệt đối này. Và chúng ta biết Z1, đó chính là cái cục này. Thì chúng ta sẽ có là mô đun của T bằng 2, chúng ta sẽ có 2 shift góc alpha x cộng 2 trừ 3y. Sau đó bình phương nó lên, tại vì có dấu bình phương ở đây, trừ cho shift ABS, chúng ta có 2 shift góc. Mở ngoặc ra, alpha x cộng với lại cái góc ở đây sẽ là arccos. Và chúng ta có trừ 1 chia cho 8. Đóng ngoặc lại lần nữa. Sau đó chúng ta cộng thêm 2 trừ 3y. Sau đó bình phương nó lên. Sau đó chúng ta nhấn alpha 2 chấm alpha x alpha bằng alpha x cộng 5. Số 5 ở đây có nghĩa là mỗi giá trị của x cách nhau 5 độ. Và tương ứng với mỗi giá trị của x, chúng ta sẽ có giá trị của y. Chúng ta nhấn cục này vào đây. Chúng ta có x bằng 0 là ở vị trí ban đầu chúng ta đã đặt. Chúng ta nhấn dấu bằng. Và chúng ta đã có giá trị đầu tiên. Để nó đi tìm giá trị lớn nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay hết 360 độ để đi tìm giá trị lớn nhất. Thì chúng ta thấy rõ ra đi xuống. Sau đó nó đang đi lên lại nè.
Chỗ trường là 21.5 và chúng ta đã hết 360 độ. Như vậy nó dừng ở vị trí 21.5, nó gần với lại câu C. Và đây chính là cách giải bằng máy tính Casio. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.